Vâng, lời đầu tiên cho Phạm Thức Audio kính chào quý vị các bạn. Và hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2023. Bên em tiếp tục hàng về và xin phép được quay và giới thiệu báo giá tới anh em mấy sản phẩm âm đi Nhật. Và những hàng sản phẩm này đều là hàng đấu giá nên cái độ đẹp của nó, nói thẳng với quý vị các bạn luôn là rất đẹp, hàng tuyển chọn. Và sau đây chúng ta cùng đi vào chi tiết ngày hôm nay, gồm có 7.800 mắc đôi, 8.900 trơn, âm ly săn xuôi 607 LXA. Và em có cập nhật thêm cho quý vị các bạn một chiếc lọc xì Yamaha rẻ mà tiếng hay, kết hợp với dòng âm ly săn xuôi khá ổn bởi vì nó được thiết kế màu đen. Quan trọng nhất là cái giá của nó cực kỳ rẻ, rẻ như một con lọc hàn luôn. Rồi, và bây giờ chúng ta cùng đi vào chi tiết nhé. Trước tiên cho em xin phép được giới thiệu đến quý vị các bạn một con âm ly mà vừa vệ sinh xong, thì bên em có tháo ra vệ sinh. Thì trước khi lắp vào, tiện thể đây thì sẽ quay tổng thể ruột gan cho anh em xem. Đây là chiếc đế của chiếc âm ly 8.900 trơn. Đế đây, rất đẹp, không han chóc gì nhá. Còn đây là sản phẩm 8.900 trơn. 8.900 trơn thì là mặt phay nhôm với thiết kế chiều rộng của sản phẩm là 42, chiều cao là 13/8 và chiều sâu là 33 cm. Trước tiên em quay ruột gan đã, rồi anh em mình cùng xem cái độ đẹp của cái mặt và cái hậu sau nhé. Đây là phần ruột gan tổng thể của sản phẩm. Đi vào chi tiết, đây là nguồn, đây là hai tụ nguồn. Và vỉ mạch thì rất đẹp luôn, anh em có thể soi này. Đây, để em lấy nét nhé. Lấy nét cho anh em để anh em có thể soi từng cái chi tiết mối hàn của mạch này. Được sản xuất vào những năm 1900 thập niên 70. Cụ thể là con này được sản xuất vào năm 1976, 75, 76, nó cùng thời với 7.800 mắc đôi. Với thiết kế 8 con sò sắt. Và đây em sẽ bật flash, mời anh em cùng xem cái sò sắt của nó. Con này đời rất cao nhé, con này là con đời sò sắt tô và tô đỏ đỏ. Đấy, đấy, tô đỏ. Đấy. Một số bác lăn tăn về cái dòng 8.800 trơn ấy, thì cho em xin phép được nhai này. Nó sẽ chia ra làm 4 đời. Một đời là sắt tô đen, tô đỏ đen, và một đời là tô đen hết, và một đời tô đỏ hết như này, và một đời sò nách mã của nó là 4541 và 388, giống của sò lúc man đấy. Còn giò tô đỏ đỏ này thì nó giống với mấy cái dòng âm ly đài hoặc là mấy con âm ly chất âm hay đấy, đó là chính con 810 đấy, là chất âm hay. Nhưng mà con 810 thì cái nhược điểm của nó là trông nó không được đẹp lắm nên rất nhiều người không thích, và công suất của nó hơi yếu. Cũng cùng một con suất này thôi, nhưng khi chúng ta đóng vào máy khác nhau thì công suất nó sẽ ra khác nhau, bởi vì nó còn liên quan đến cấu tạo vỉ mạch này và cấu tạo của nguồn và cấu tạo của tụ tổng thể của máy, chứ không phải là con suất này đóng, cứ con suất này đóng vào máy thì nó sẽ chạy ra công suất như thế đâu nhá. Đấy là cái điều khác nhau, anh em cần phải lưu ý cái điều đó. Mình không nên quan tâm đến công suất của con suất mà hãy quan tâm đến tổng thể máy ra được công suất bao nhiêu. Còn đây là độ đẹp của cái mặt này, đẹp không tì vết luôn. Đấy. Nếu chúng ta điều chỉnh thì chúng ta phải gạt các cái nút này lại. Cái nút này là nút khóa bát chép. Gạt cái này xuống dưới thì bốn cái nút này mới có tác dụng. Gạt cái này lên thì bốn cái nút này không có tác dụng nữa. Và đây là hai đòn bẩy bát tép. Đây là ba lăng. Ba lăng nó ở bên trong này. Cái dòng 8.900 mắc đôi này, 8.900 trơn này thì cái ba lăng này nó rất hay bị chóc. Bị chóc và không còn độ bóng của nguyên bản như này. Nhưng con này thì nó cũng có bị một vài điểm. Nhưng tổng thể thì vẫn còn
đến 85%. Đấy, bị một tí chỗ này này. 85%, đấy, chỉ bị một tí nữa thôi. Nhưng khi để vào vị trí giữa này thì nó không bị lộ. Đấy, ưu điểm của con này là cái ba lăng này còn rất đẹp. Nó không được 100% bởi vì nó là hàng bãi mà. Cái này nó là bằng gang và được được mạ inox. Chính vì thế mà cái inox với cái gang thì nó chỉ sống với nhau khoảng chừng tầm 3 40 năm thôi. Sau 3 40 năm thì nó phải kiếm cái sản phẩm khác tốt hơn. Chứ còn cái sản phẩm này thì nó chỉ sống được đến 3 40 năm thôi. Đấy, thì nó tự chóc ra như này. Thì con này như này thì vẫn đánh giá được khoảng chừng tầm 80%. Đây là các nút chuyển đổi kênh. Và đây là phần ruột gan bên trên của máy. Bao zin cho anh em toàn tập nhé. Cầu chì này, vẫn là nét căng, mới đét này. Nguyên chất bụi của bãi. Và đây là phần hậu sau. Với số seri của máy là 18936. Có cầu chữ U nhé. Có cầu chữ U. Đây là cầu này để có thể rút ra làm pau hoặc làm rẻ. Đấy. Dây nguồn của pioneer đây. Trở kháng từ 4 đến 16 ohm và công suất của con này là 140W là công suất tiêu thụ điện. Còn công suất giao loa của nó là 75W trên một kênh, trở kháng là 8 ohm. Đấy, 6 đến 8 ohm. Ohm càng nhỏ thì thì công suất sẽ càng nhỏ càng lớn theo. Đấy, đấy là tỷ lệ nghịch với nhau. Máy bao zin toàn tập cho anh em. Và cuối cùng là cái con này cho em xin phép được báo giá tới anh em. Là chiếc Amri này giá có giá là 5 triệu. 5 triệu 2 con này nhá các bác nhá, không bao gồm tiền cước phí. Và nếu anh em ở xa thì em nhận 5 triệu 3 bao cước cho anh em. Các bác lưu ý là kênh nào bài đăng nào em cũng sẽ báo giá. Và giá là để bán ra chứ không phải giá để trả giá các bác nhá. Còn bên cạnh này là bên em vừa về được 7800 trơn. Dòng 7800 trơn thì nó được thiết kế hai đồng hồ vu như thế này. Và nó khác với 7800 mức đôi, 7800 mức đôi nó có cái đèn ở giữa như này. À, và đồng hồ của 7800 mức đôi thì nó liền mạch. Đây. 7800 mức đôi đây. Đây là 7600 mức đôi và 7800 mức đôi thì đều đồng hồ vu nó giống nhau thì nó liền mạch như này. 7600 mức đôi thì nhà em vẫn còn khá nhiều, toàn nguồn vàng thôi. Vừa mới về toàn nguồn vàng các bác ạ. Đấy. Và hàng đều đẹp hết. Đẹp keng hết như này. Cái con bên trên này thì em đã tháo nắp. Em đã tháo nắp và bây giờ em sẽ quay ruột gan cho anh em xem. Với công suất là 160W. Số seri của con trên này là 3412. Đấy. Và về năm về 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 được 4 con thì 3 con có sổ như này. Đấy. Chúng ta cùng nghiên cứu một chút về cái công suất của nó nhé. Cái công suất của nó thì thường nó ghi ở cái trang cuối cùng, gần trang cuối cùng này này. Tại sao dòng Pioneer bát tép của nó mạnh ấy? Là bởi vì đây, bát của nó là cộng trừ 12. Cộng 12 có nghĩa là tiến được 12 và trừ là 10 decibel, 10 decibel. Còn chép của nó là 10 và cộng trừ 10. Đấy. Còn công suất tiêu thụ điện là 160W. Công suất maximum tiêu thụ điện là 450W. Gần như cái lúc mình mới cắm điện vào ấy thì công suất của nó là bằng đấy. Còn công suất giao loa thì đây chúng ta cùng để ý đến trở kháng của nó là cái độ rung sai của nó là 0,03% tiếng. Với công suất của nó là 8 ohm là 65W trên một kênh. Đấy, 8 ohm đây. Và nếu như mà chúng ta tính tỷ lệ nghịch thì với 6 ohm thì công suất của nó sẽ đạt là khoảng chừng tầm 75 đến 80W. Đấy. Chúng ta phải quan tâm đến công suất đầu ra chứ chúng ta không nên quan tâm đến công suất tiêu thụ của điện của máy làm gì cả các bác nhé. Với trọng lượng của con này là hình như là 9 cân mấy ấy. Đây cái chỗ trang đấy nó cũng có cả cái thông tin kỹ thuật về ngoại hình của máy. Thì thông tin của nó sẽ được ghi đây. Chiều rộng của nó là 42, chiều cao là 147 và chiều sâu của nó là 33,4 và trọng lượng của nó là 10,2 kg. Đấy. Đấy là thông tin của 7800 trơn. Và đây là một con nguồn vàng. Nguồn vàng này. Đó. Nguồn đây.
Dòng 7800 trơn thì nó có hai đời, một đời là vỉ này, màu xanh này là vỉ đầu. Còn về sau của nó thì nó có một cái vỉ màu giống hệt vỉ của 7800 mắc đôi. Bởi vì thực sự ra giữa 7800 mắc đôi và 7800 trơn thì cái bản mạch này này, bản mạch vẽ này này của hai thằng là giống nhau. Nó chỉ khác nhau về cái linh kiện chết đè trên sản phẩm và cái con suất ở trên sản phẩm này thôi. Và cấu hình tín hiệu đường ra vào. Còn lại tổng thể thì hai con này nó giống nhau gần như đến 90%. 90% về cái bản mạch. Nó chỉ có một số mạch của nó thì nó sẽ cắt ra và nó đấu theo cái kiểu khác, nhưng mà nó vẫn giữ nguyên cái bản chất mạch này nhá. Và cũng sử dụng hai nguồn, nguồn chính và nguồn phụ như này. Dòng suất của 7800 trơn thì nó rất hiếm. Nó sử dụng con D737 và con B701. Dòng suất này rất hiếm bởi vì dòng suất này là dòng suất nhỡ. Nên anh em mà chết âm đi mà bị chết suất ấy thì sẽ khó tìm con suất này để thay. Nhưng về cái bản chất của 7800 trơn với 7800 mắc đôi, cái đầu tín hiệu bảo vệ của nó cực kỳ tốt. Cái bọn này nó có cái hệ thống bảo vệ của cái le này này và có hai một cái cầu chì tín hiệu đường ra này cực kỳ tốt. Nên gần như cái suất này chết thì gần như là em thấy rất ít. Một năm buôn cái này rất nhiều nhưng một năm chỉ thấy khách hàng chết một vài người thôi, chứ không bao giờ có số lượng quá 3 người cả. Bởi vì dòng này nó cực kỳ bền. Khi ông đánh công suất lớn thì cái đồng hồ này nó sẽ báo điện và le nó sẽ báo ngắt. Đến là khi chúng ta đánh quá lên. Và dòng này thì cái tiếng chất âm của nó rất mềm. Chính vì thế mà khi chúng ta nghe nhạc thôi. Chứ cái con 7800 này gần như chúng ta không bao giờ dùng để hát karaoke. Bởi vì công suất lời của nó không lớn. Đấy anh em nhé. Anh em lưu ý. Sử dụng điện 100V. Quay sang bên này thì chúng ta tiếp tục với con lọc xì. Báo giá tới anh em. À quên, con này em chưa báo giá. 7800 trơn thì em xin báo giá tới quý vị bạn nguồn vàng là 7,5 triệu một con nhé. Và bên này là con lọc xì Yamaha SG70 với 12 giải tần một vế và có đèn đầu cần như này. Đấy. Và có volume to nhỏ ở đây để kích âm thanh to lên. Bình thường nó ở đây, khi chúng ta kích lên thì nó sẽ to lên. Và nó được thiết kế với khổ 44cm. Trong cái đó săn xui thì khổ 43,5. 43,5. Và chiều cao của cái con lọc này nó rơi vào 9,5 đến 10 phân. Độ sâu của nó là 24cm. Trọng lượng của con này là em nhớ không nhầm thì là 3,8, gần 4 cân. Có hai cổng tín hiệu vào là cổng lever chính và cổng tap. Nút EQ qua và không EQ. Và đây là sau khi tháo nắp của chiếc lọc này ra. Thì mời anh em cùng xem ruột gan của nó rất đẹp và mới luôn. Độ zin của nó em bao cho anh em là tuyệt đối. Con này là phiên bản xuất Mỹ. Nên nó sử dụng điện 120V. Nhưng chúng ta cắm vào điện 100V của chúng ta vẫn ok. Bởi vì bây giờ tất cả các dòng điện xuất ra thì nó thường thường nó là 104, 105W, 105V. Chứ không phải là 100V nữa. Bởi vì điện bây giờ là điện dân dụng bây giờ rất lớn. Điện dân dụng bây giờ nó toàn 120 mấy đến 130 thôi. Đấy, thế nên vẫn dùng bình thường, không liên quan gì. Chúng ta vẫn cắm vào dưới đít âm đi bình thường, không sao nhá. Mã số gì của con series này là 09UV. Con này em xin phép được thanh lý tới quý vị bạn là 2,5 triệu bao cước cho anh em tận nhà. 2,5 triệu nhá, bao cước tận nhà. Đấy, anh em đặt lên nhà thấy có hợp không ạ? Mà tiếng con này rất tốt luôn nhá. Theo giới audio đánh giá thì con này tiếng khá tốt. Nó phải tương đương với những cái con khoảng chừng tầm 4 triệu 4-5 triệu tiếng con này. Đấy, nhưng mà bởi vì cái phần em nhập về thì cái phần đế đằng sau này nó hơi nhăn nhăn một chút này, nó hơi xấu, không được đẹp như những con khác. Thì con này em xin phép được thanh lý với giá là 2,5 triệu. Rồi, và tiếp tục đến hai chiếc âm ly vừa mới cập bến. Hôm trước em có đăng một con 607 LX Tra, nhưng con đấy em đã bán rồi. Và đây hôm nay em về được hai con 607 LX Tra mặt gương với thiết kế sò láp hết toàn bộ. Này, sò láp. Biểu tượng của sò láp thì anh em nhìn cái mặt của nó phát là biết ngay có cái tem láp ở đây. Đấy là sò láp. Con sò này nằm ở cả trong những cái con ví dụ như là con đời nông 2000 chẳng hạn. Là những cái con đời cao đấy là nó đã sử dụng sò láp này hết rồi. Về sau, bởi vì những con này nó sản xuất từ những năm 88, từ năm 1988 đổ lại. Nhưng chính vì thế mà những cái sản phẩm này nó 87 đổ lại. Nên là một số con nó được sử dụng sò láp. Sò láp là như nào? Dạng như sò kép.
và công suất của nó chỉ có một con suất thôi nhưng nó khỏe gần như bằng hai con suất của những cái con đời đầu. Và với thiết kế của nhà sản xuất thì 607L Extra sẽ không có máng gỗ anh em nhé. Đấy, sẽ không có máng gỗ. Đây này, nó sẽ không có cái má này đâu. Nhưng bên em thì em độ cho nó cái máng gỗ bằng gỗ sồi nguyên khối. Đấy. Gỗ sồi nó nguyên khối nhé. Đặc. Và đợt này thì em có thể gửi tới quý vị là ốp xịn luôn màu gen đen nhé. Đang có mấy chục chiếc tháo ở một cái máy ra thì đang có mấy chục chiếc. Cái bộ má gỗ này em đang còn 5 bộ, 5 6 bộ gì đó. Còn 5 6 bộ rồi đó. Đấy. Thế nên là hoàn toàn có thể lắp được và có ốc gen mịn đen xịn cho anh em. Đấy. Với công suất của con máy là 250W. Đây là công suất tiêu thụ điện nhé anh em nhé. Lưu ý đằng sau công suất là tiêu thụ điện và sử dụng điện 100V. Với cấu tạo là có cả cổng power ra này, tín hiệu đường ra cho đánh súp. Đấy. Ưu điểm của cái thằng này nó là cái điểm đó. Các cổng tín hiệu vào thì nó cũng giống như các con khác thôi. Có cổng CD, lever và tuner. Và các cái cổng khác như tab 1, tab 2, tab 3 thì nó thêm vào để cho nhiều cổng tín hiệu vào thôi. Nhưng cái này thì chúng ta cũng gần như không dùng đến, nhưng không cần quan tâm đến. Chúng ta chỉ quan tâm đến ba cái cổng tín hiệu vào chính này thôi. Đấy. Và cổng đây là cổng R và đây là cổng L. Hàng của bên em về thì anh em nhìn rồi, các cái đầu nút này của nó còn sáng và mới như thế này cơ mà. Đấy. Dây vẫn còn cả đầu thít này. Đế nét căng luôn. Đây, một con số CD là 4624 và một con số CD là 0889. Thường thường thì em chỉ đọc số CD đuôi cuối cho anh em thôi nhé. Bởi vì đọc hết dãy số của nó hơi dài. Mặt là mặt phay gương. Khổ là khổ 43,5. Chiều cao của nó là 16 phân rưỡi. Và độ sâu của bọn này thì thường thường rất sâu. Sâu 45. Đấy, nó sâu hơn cả mặt luôn. Này, bọn này này. Máy rất gấu luôn. Và bây giờ em xin phép mở một con ra. Mời anh em cùng ngắm cái ruột can của nó. Và đây, đây là sau khi tháo nắp của chiếc 607L Extra ra. Con này nó sử dụng 4 4 sò một vế nhé. Này, 4 suất than một vế. Dạng MOSFET đấy. Và nguồn của nó cân ở giữa như này và hai tụ nguồn. Máy rất mới luôn. Đây các bác nhìn này. Lòng trong của nó rất mới và đẹp. Đấy, vì mạch của nó đây. Con này thì dòng mặt gương này nó đánh các dòng loa châu Âu, ví dụ như JB, Ditton, đấy, BW chẳng hạn. Tốt hơn so với những dòng mặt lì giống như kiểu 607L Extra. Giống 607XDK. Đấy. Chiếc âm ly Sansui Alpha 607L Extra này thì bên em đang xuất ra với giá là 8 triệu 8 một chiếc. Còn anh em lấy mang gỗ này là 400 nghìn một bộ, là tổng là 9 triệu 2. 9 triệu 2 nhé. Mang gỗ này là 400 nghìn một đôi, không bao gồm tiền cước phí. Đấy, anh em nào mà đang sử dụng cái sản phẩm âm ly này mà cần đến cái mã gỗ này thì cũng có thể liên hệ đến bên em sẽ phân phối cho anh em, gửi đến cho anh em. Đấy. Rồi mọi thông tin thì em đã nói và giới thiệu sơ qua toàn bộ mấy cái sản phẩm âm ly ngày hôm nay. Và giá của các chiếc âm ly em đã báo rõ và giá đấy là giá chưa bao gồm tiền cước phí. Giá nói để bán, không phải giá nói để nói thách, sản phẩm rất đẹp. Thế nên anh em cứ tham khảo đầy đủ giá của những nơi khác. Rồi sau đó liên hệ qua số điện thoại 0972 192 087 nếu chung kết để đặt hàng. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ kênh của bên em. Thank you, quý vị các bạn.